Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi phần tin tức tổng hợp quốc tế mới nhất. Sau đây là nội dung chi tiết. Tìm giải pháp hòa bình cho tình trạng bất ổn ở một số nước châu Phi. Chưa thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tình hình tại một số quốc gia châu Phi như Gabon, Niger, Sudan vẫn đang căng như dây đàn. Trong khi đó, những nỗ lực của cộng đồng quốc tế nhằm tìm ra những giải pháp hòa bình cho tình trạng bất ổn này dường như vẫn chưa mang lại kết quả khả quan nào. Chưa có gì khả quan. Một nguồn tin từ Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS ngày 7 tháng 9 theo giờ địa phương cho biết triển vọng khối này và chính quyền quân sự của Niger đạt được thỏa thuận trong những ngày tới là không khả quan, như Thủ tướng Ali Mahama Lamy Zein do chính quyền quân sự Niger bổ nhiệm bày tỏ trước đó. Nguồn tin trên tái khẳng định ECOWAS yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống bị lật đổ của Niger Mohamed Bazoum và lập lại trật tự hiến pháp, đồng thời nói rằng các cuộc đàm phán với chính quyền quân sự Niger sẽ không kết thúc sớm. ECOWAS đồng thời cho biết không có ý định chấp nhận một giai đoạn chuyển tiếp khi lực lượng tiến hành cuộc đảo chính kiểm soát Niger. Lãnh đạo khối cũng từ chối đề xuất của Algeria vào cuối tháng 8 vừa qua về kế hoạch chuyển tiếp kéo dài 6 tháng. Cùng ngày, đặc phái viên Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại Trung Phi Abdo Abari đã có cuộc gặp với tướng Brice Oligui Nguema, người vừa tuyên thệ nhậm chức Tổng thống chuyển tiếp của Gabon. Tại Libreville, để thảo luận về quá trình chuyển giao quyền lực sau cuộc đảo chính quân sự tháng trước. Phát biểu sau cuộc gặp, ông Abdo Abari cho biết Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ Gabon trong quá trình chuyển giao quyền lực từ chính quyền quân sự sang dân sự ngay khi chính quyền của ông Oligui Nguema có hành động mới. Ông đồng thời nêu rõ, ngay khi Liên Hợp Quốc nắm được một lộ trình, thời gian biểu cũng như một chính phủ mới được bổ nhiệm, cơ quan liên quan của Liên Hợp Quốc sẽ xúc tiến liên lạc và tiếp tục hỗ trợ Gabon. Trong khi đó, một quan chức của chính quyền quân sự tại Gabon cho biết, Tổng thống Cộng hòa Trung Phi Faustin Archange Touadéra và tướng Oligui Nguema đã đồng ý vạch ra một lộ trình khôi phục chế độ dân chủ sau cuộc đảo chính ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên, một quan chức cấp cao trong đoàn tùy tùng của ông Oligui Nguema xác nhận rằng ở giai đoạn hiện nay thì hai bên chỉ đồng ý phác thảo bản kế hoạch chung. Liên quan đến tình hình Sudan, tại cuộc gặp tối 6 tháng 9 tại thủ đô Nairobi của Kenya, các lãnh đạo của một số nước thành viên thuộc cơ quan liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi, AGAD gồm Kenya, Ethiopia, Nam Sudan và Djibouti đã kêu gọi AGAD và Liên minh châu Phi AU phối hợp nỗ lực để cùng với các quốc gia láng giềng Sudan cũng như các nước có liên quan hỗ trợ một nền tảng toàn diện cho tiến trình hòa bình Sudan. Theo các nhà lãnh đạo AGAD và AU, nên đề ra chương trình nghị sự và xác định những người tham gia cũng như các vấn đề liên quan khác để hỗ trợ một cuộc đối thoại chính trị về Sudan. Trong thông cáo chung đưa ra sau cuộc họp, các lãnh đạo lên án mạnh mẽ cuộc xung đột đang diễn ra tại Sudan, kêu gọi các bên tham chiến ngay lập tức dừng mọi hành động thù địch, đồng thời tái khẳng định không có giải pháp quân sự cho cuộc xung đột này. Các nhà lãnh đạo cảnh báo rằng cuộc xung đột ở Sudan ngày càng trở nên phức tạp và có thể mở rộng ra quy mô khu vực với sự gia nhập và tham gia của các phong trào vũ trang khác. Trong khi các loại vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ được sử dụng ngày càng nhiều, gây ra những rủi ro nghiêm trọng về an ninh, nhân đạo và chính trị cho Sudan và cả khu vực. Khi đảo chính là chuyện bình thường. Tiếp nối Guinea, Mali, Burkina Faso, Niger, cuộc đảo chính mới nhất ở Gabon có thể coi là một phần của xu hướng khu vực rộng lớn ở Sahel và Tây Phi với làn sóng lật đổ chính quyền, đẩy châu Phi vào bất ổn. Để hiểu lý do dẫn đến tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng này, cần có cái nhìn rộng hơn về các chủ đề đang đối đầu với nhau trên lục địa đen. Theo số liệu của trang ReviewConflicts.com, có tới 41 quốc gia châu Phi đã trải qua ít nhất một vụ chính biến lật đổ chính quyền gây hậu quả nghiêm trọng. Trên bình diện thế giới, khoảng 7 trong số 10 cuộc đảo chính diễn ra ở châu Phi. Trên thực tế, đã có 7 cuộc đảo chính ở châu Phi kể từ năm 2020 và tất cả đều diễn ra ở các nước châu Phi nói tiếng Pháp ngoại trừ Sudan. Trong cuộc đảo chính quân sự ở Niger vào cuối tháng 7 vừa qua, các nhà nghiên cứu về khu vực cho rằng có 4 yếu tố tác động là xung đột triền miên, chia rẽ về vấn đề kinh tế, an ninh và sắc tộc. Đây có vẻ cũng là những mồi lửa bất ổn châm ngòi cho hàng loạt các vụ chính biến khác trong khu vực. Giới lãnh đạo các quốc gia đảo chính gần đây ở Guinea, Mali, Burkina Faso, Sudan và Zimbabwe thường viện dẫn những lý do như tham nhũng, quản lý yếu kém và nghèo đói để biện minh cho hành động lật đổ chính quyền. Trên thực tế thì châu Phi đang đối mặt với khá nhiều thách thức. Tỷ lệ nghèo đói đang tăng cao khi mà các nền kinh tế mong manh của châu Phi đang bị đại dịch COVID-19 vùi dập, kéo theo tình trạng bất bình đẳng ngày càng rõ rệt. Theo số liệu của Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc Liên Hợp Quốc, ECA,
có tới 546 triệu người châu Phi đang sống trong nghèo đói, tăng 74% kể từ năm 1990, và 10 quốc gia thuộc châu lục này đang phải đối mặt với tình trạng nghèo khổ đáng báo động. Châu Phi là lục địa có dân số trẻ nhất trên thế giới và là dân số ở khu vực này cũng đang tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác. Điều này làm tăng thêm sự cạnh tranh về tài nguyên thiên nhiên vốn đã vô cùng khốc liệt. Một yếu tố cũng thường được nhắc tới và được cho là góp phần gây ra các cuộc biểu tình và đảo chính là tâm lý tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của Pháp. Các chuyên gia giải thích xu hướng đảo chính đáng lo ngại tại các quốc gia nêu trên có một phần nguyên nhân là do ảnh hưởng quá mức của Pháp. Một bộ phận người dân tại châu Phi cho rằng Pháp vẫn đang tìm cách khai thác tài nguyên thiên nhiên của các nước thuộc địa cũ thông qua những dự án giúp giải quyết các vấn đề kinh tế tại địa phương và tiếp tục tạo ra sức ảnh hưởng tại những nơi này bằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới, dẫn tới phản đối các chính phủ được Paris ủng hộ. Bên cạnh đó, các tổ chức khu vực như AU không thể hiện lập trường quyết liệt đối với những cuộc đảo chính xảy ra liên tục trong khu vực. Vô hình chung, giới chức quân đội ở châu Phi ngày càng tin rằng việc chiếm đoạt quyền lực bằng vũ lực không những khả thi mà còn có khả năng chỉ phải nhận lại phản ứng vừa phải từ quốc tế. Những cuộc đảo chính liên tiếp ở châu Phi thời gian gần đây đang đe dọa đảo ngược quá trình dân chủ hóa mà châu lục này đã trải qua trong hai thập niên vừa qua, đẩy lục địa đen quay trở lại kỷ nguyên mà các cuộc đảo chính là chuyện bình thường. Giới quan sát cho rằng xung đột và đảo chính xảy ra thường xuyên khiến cho châu Phi đang trở nên kém ổn định. Viễn cảnh tiêu cực này có thể gây tâm lý lo ngại trong các nhà đầu tư và khiến cho tình hình kinh tế trở nên tồi tệ hơn. Điều đó càng làm trầm trọng hơn những thách thức về đói nghèo và bất bình đẳng, đẩy các nước châu Phi vào vòng luẩn quẩn không có lối thoát. Thưa quý vị, hàng loạt cuộc đảo chính đang làm rung chuyển châu Phi trong thời gian gần đây, từ Niger đến Gabon hay trước đó là hàng loạt nước châu Phi khác. Và một câu hỏi đang được rất nhiều người đặt ra hiện nay, đó là nguy cơ binh biến sẽ lại xảy ra với nước nào trong khu vực đầy bất ổn này? Và các nước châu Phi đang phải làm gì để ngăn chặn nguy cơ này? Một trong những nguyên nhân chủ chốt dẫn đến cuộc đảo chính ở Gabon là do gia tộc Bongo đã cầm quyền cai trị đất nước trong hơn 50 năm. Chính quyền tham nhũng và đàn áp người dân khiến họ hết sức bất mãn. Tận dụng sự phẫn nộ của người dân và việc chính quyền Bongo phụ thuộc vào quân đội, lực lượng quân đội nước này đã đứng lên tiếm quyền. Một số quốc gia khác trong khu vực có chung đặc điểm này với Gabon, do đó có nguy cơ xảy ra binh biến. Theo phân tích của tờ Business Day, nhóm đầu tiên là các quốc gia thành viên cộng đồng kinh tế các quốc gia Trung Phi, bao gồm Cameroon, Guinea Xích Đạo và Cộng hòa Congo. Ở Cameroon, ông Paul Biya, năm nay 90 tuổi, đã làm tổng thống từ năm 1982. Hai nhà lãnh đạo của Cộng hòa Congo và Guinea Xích Đạo cũng đã cầm quyền hơn 4 thập kỷ. Bên cạnh ba quốc gia kể trên, những nước như Djibouti, Uganda và Togo cũng có nguy cơ tương tự. Chính phủ các nước này có khuynh hướng độc tài và sử dụng lực lượng vũ trang để đàn áp người dân. Cũng theo tờ Business Day, có hai chỉ dấu quan trọng cho thấy nguy cơ dẫn đến đảo chính ở các nước châu Phi, bao gồm vị thế suy yếu của chính quyền đương thời và sự phụ thuộc của chính quyền và quân đội. Nhiều nước Trung Phi có cả hai đặc điểm này, do đó rất nhạy cảm trước nguy cơ binh biến. Bên cạnh đó, không thể bỏ qua hiệu ứng domino lan rộng, bởi mỗi cuộc đảo chính đều làm gia tăng sự thiếu tin tưởng và hỗn loạn trong khu vực. Ngay trước cuộc đảo chính ở Gabon, thì ở Niger, lực lượng quân đội cũng đã tiến hành binh biến và hạ bệ tổng thống của nước này. Trước đó, 6 nước ở châu Phi cũng đã xảy ra đảo chính. Theo các nhà phân tích, những cuộc đảo chính mới nhất ở Niger và Gabon đang phản ánh một xu hướng đáng báo động. Nó có thể sẽ tạo ra chất kích thích mới cho các cuộc đảo chính, bạo loạn lan rộng. Thưa quý vị, trước làn sóng đảo chính làm rung chuyển châu Phi hiện nay, câu hỏi được nhiều người đặt ra là do đâu mà châu Phi nên nông nỗi như hiện tại? Các nhà phân tích quốc tế đã đưa ra một số nguyên nhân sâu xa, từ hiện thực nghèo đói cho đến vấn đề về di sản thuộc địa. Theo tờ The Conversation, hơn 90% quốc gia châu Phi đã từng trải qua đảo chính kể từ năm 1956 đến nay. Trong đó có 80 cuộc đảo chính thành công và 108 cuộc đảo chính bất thành. Số lượng các cuộc đảo chính đã giảm một nửa trong giai đoạn 2019-2022. Thế nhưng, đảo chính có xu hướng trở lại trong những năm gần đây tại Mali, Sudan, Dimawe, Niger và mới đây là cuộc binh biến ở Gabon ngày 30 tháng 8. Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự trỗi dậy của các cuộc binh biến được cho là do tình trạng nghèo đói liên miên.
trên khắp khu vực Sahel từ Niger và Mali cho đến Burkina Faso và Chad, tình trạng nghèo đói và thất nghiệp đang lan rộng. Trong khi dân số của lục địa đen ngày càng tăng thì sự cạnh tranh tài nguyên ngày càng khốc liệt, tình trạng tham nhũng cũng gia tăng, trong khi lãnh đạo hầu như không làm gì để cải thiện cuộc sống của người dân. Thực trạng đó đã thúc đẩy nhiều người trẻ ở châu Phi tiến hành đảo chính nhằm mang đến sự thay đổi triệt để. Nguyên nhân thứ hai là tình trạng an ninh bất ổn ở khu vực Sahel. Khu vực Sahel đã và đang chìm trong những cuộc nổi dậy từ năm 2012, bắt đầu ở Mali, sau đó lan rộng tới Burkina Faso và Niger năm 2015. Giới chuyên gia cho rằng điều này có thể tạo ra hiệu ứng domino, làm bùng phát thêm nhiều nỗ lực đảo chính trong khu vực. Nguyên nhân thứ ba là do tâm lý chống Pháp ngày càng tăng đã góp phần tạo ra vành đai đảo chính ở châu Phi. Cho đến nay, 8 thuộc địa cũ của Pháp trong khu vực đã rơi vào tay các tướng lĩnh quân sự chỉ trong vòng 3 năm. Nhiều người dân châu Phi cho rằng Pháp chưa bao giờ thực sự rời bỏ các thuộc địa cũ. Pháp vẫn tìm cách bảo lưu ảnh hưởng và kiểm soát nền kinh tế của các quốc gia châu Phi từng là thuộc địa của mình. Những năm gần đây, chính quyền của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ với các nước thuộc địa cũ. Tuy nhiên, các bước đi này dường như vẫn chưa đủ, bằng chứng là tâm lý chống Pháp tại châu Phi vẫn không giảm xuống. Các lực lượng đảo chính ở nhiều nước đã lợi dụng thái độ này, cố gắng thể hiện mình như những anh hùng chống thực dân. Đây là lý do tại sao quần chúng hoan nghênh sự lãnh đạo của quân đội với những khẩu hiệu chống Pháp ở Mali, Burkina Faso, Chad và gần đây là Niger. Theo các nhà phân tích, ảnh hưởng của Pháp đang suy yếu rõ rệt tại vùng đất vốn được coi là sân sau của họ. Tại mỗi nước đều xuất hiện một làn sóng chống Pháp với các mức độ leo thang khác nhau. Tại Mali, lãnh đạo phe đảo chính yêu cầu quân đội Pháp rút khỏi nước này và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Pháp. Tại Niger, đại sứ Pháp được chính quyền quân sự yêu cầu rời khỏi nước này, trong khi nhiều người biểu tình tụ tập trước đại sứ quán Pháp để bày tỏ sự căm ghét với nước Pháp.